Vi rùa bạn trai tin đồn của địch đại Nhật Ba, Dương Dương đỉnh cỡ nào? Ảnh chụp lén mặt sống mũi đủ khiến fan nữ đổ rạp. Chiếc mũi cầu trượt của Dương Dương luôn là điểm nhấn trong mọi bức hình của anh, dù là chụp lén hay công khai. Dương Dương nhanh chóng trở lại với công việc khi bắt đầu lịch trình ghi hình cho show Thanh Xuân Du Hoàn Ký. Đã khá lâu nam diễn viên mới tham gia show giải trí dài hơi nên khán giả không khỏi tò mò và háo hức chờ đợi. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, Dương Dương không tham gia xuyên suốt mà sẽ vắng mặt vài tập. Dòng mũi thẳng như cầu trượt của Dương Dương từ lâu đã được xem là bảo vật của Cbiz, với câu nói quen thuộc, mũi của Dương Dương, cặp đùi của Dương Mịch, môi của Angela Baby, tóc của địch đệ Nhật Ba. Hình ảnh do fan chụp lén cũng đủ khiến nhiều người suýt xoa vì vi rùa đỉnh cao của Dương Dương. Không hổ danh là mỹ nam đình đám của Cbiz, từng góc mặt của Dương Dương đều được ví như tạc tượng. Trước khi vào đoàn quay phim Thanh Xuân Du Hoàn Ký, Dương Dương đã có kỳ nghỉ ở Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc. Đây là địa điểm nam diễn viên yêu thích vì có nhiều cảnh đẹp, mong muốn được đến từ lâu nhưng vì bận rộn công việc nên hiện tại mới có thể ghé thăm. Việc Dương Dương xuất hiện trong show Thanh Xuân Du Hoàn Ký khiến fan hào hức bởi đã lâu anh không tham gia show giải trí. Nhiều blogger cho rằng lý do của việc anh vắng mặt trên show truyền hình là từng gặp phải những sự cố không vui vẻ, đồng thời bản thân cũng muốn tập trung cho công việc diễn xuất. Thanh Xuân Du Hoàn Ký là show giải trí quy tụ những khách mời hài hước, nội dung được yêu thích và có thể xem như ngang ngửa show Vương Bài đổi Vương Bài. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!